Lệ Quyên chính thức công khai hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Cộng đồng mạng đang dần dần gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Không còn giấu giếm hay úp mở, chiều ngày 3 tháng 2, Lệ Quyên chính thức đăng ảnh tình tứ công khai hẹn hò nam người mẫu kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau, mà mất nhau khi thiếu tình bạn. Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư không phải là điều bí mật, nâng ni, Lệ Quyên chia sẻ. Hiện hình ảnh tình tứ của cặp đôi chị em đang nhận được liên tục những lượt thả tim từ khán giả. Người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên đã đăng ảnh tình tứ và công khai hẹn hò cùng Lâm Bảo Châu. Trước đó cô và Lâm Bảo Châu liên tục bị soi hình hẹn hò. Cả hai xuất hiện cùng nhau tại rất nhiều sự kiện. Cách thể hiện tình cảm tự nhiên, không quá ồn ào của cả hai đang dần chiếm được tình cảm từ người hâm mộ. Luôn thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, không quá ồn ào, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã trở thành cặp đôi mới của làng giải trí Việt. Cả hai luôn được dân tình quan tâm từ những chi tiết động thái mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Chính vì thế vào ngày 2 tháng 1, cư dân mạng đã tình mắt nhận ra một chi tiết được cho là tín vật tình yêu của cặp đôi này. Đăng tải lên Instagram hình ảnh khoe sắc vóc, vẻ ngoài hào nhoáng, Lệ Quyên hút mắt dân tình vào từng món trang sức đắt đỏ của mình. Thế nhưng cộng đồng mạng đã kịp nhận ra chiếc nhẫn bên tay phải của cô rất giống với món trang sức mà Lâm Bảo Châu đeo cách đây ít lâu. Nhìn vào hai bức ảnh showdip này, dân mạng khẳng định rằng đây chính là tín vật tình yêu, hay còn gọi là cách đánh dấu chủ quyền mới của cặp đôi. Mắt kính sành điệu, đồng hồ đắt tiền, tất cả những món đồ xa xỉ đó cũng không khiến cộng đồng mạng thôi tập trung vào chiếc nhẫn ở bàn tay phải của Lệ Quyên. Càng soi lại càng thấy từng chi tiết, hoa văn và chất liệu sao mà giống của Lâm Bảo Châu quá. Dẫu chịu ít nhiều điều tiếng ở thời điểm mới ly hôn, chẳng thế mà dưới phần bình luận của bức ảnh đã không ít lời khen cho nhan sắc và tình duyên của nữ ca sĩ. Thậm chí có người còn ngóng tin vui từ cả hai, mong cho mối quan hệ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu mau chóng khởi sắc hơn nữa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.